Bà xuất đây bóng ôn ngọc nha. Bà thay nít trong miền Oppo A7 mà cướng. Bà phải chụp cô đầy bếp ní. Thì chị tu tấu bà bóng ôn lập ban mơ video của lòng mó. Bóng ôn đăng ngay hả là biếp chạy mô đèl phần tù xám ná. Bà bây giờ việc phong chụp cô đầy chẳng những cho tên lừa cả lệnh ca hào bê là xoăn nâng tấu. Bây giờ cho cái trung trúc bầm bay cao bầm buôn trung trúc tấu. Vì nâng nâm dương được căn trang engineer mode à, hãy dương cho tên lưu software version dương nâng khơi model number bỏ tù xạm và CPH mà phay mũi mà phay bằng phần và dương vô lên CPH mà phay mũi mà phay bằng phần tàu quay nó không có goal dương nâng khơi thật tù xạm ní cứ model name phần viết Oppo A7 và hãy nâu cả lên bác sản version ní miền là sọc chú nâng mục ní miền này tha tù xạm ní ra CPU Qualcomm và bản thân bọn mình là so em bị mốc nó cứ CPU MediaTek nhóm giấy đi mình bên này thà Oppo A7 nó miền là khá pro Qualcomm mà khá pro MediaTek chẳng tế ở trong bên này chẳng tế nhóm cần là chọn dây bạc thà cái lệnh bạc bên bờ sân ấy cứ dương ai chấm 5 mùi tiết chấm buộc vào phê CPU thật ta tu sắp một ní này pro CPU ấy chẳng hạn này ออก มา ra Oppo A7 ที่ประ CPU Qualcomm จังเวีย Qualcomm นึงไงมีอะคลาสประ MediaTek หรืออะคลาสประ Qualcomm ไม่เจ้คือประ Qualcomm ต่างอ่ะน้องไอ้เป็นทางอะไรนี่เวียสมเกลอ้อยประเภท CPU จังนะบ่าไอ้ต่อยมน้ำมันโอนตัวมือเราเลยครองคอมพิวเตอร์ปีระเบียบประอันละทูลบ่าลำไยดอกโกดูซ้ำนี่ บ่าเบอร์ใจมันเป็นยังไงยังได้ username ให้ดึง password จังม้อให้ยังจด login tớicam vị thi ăn lọt thua chia cam vị thi để bằng prạ và trăm khe và trăm năm ta ta mà chuẩn được bỏ dương để chọn prạ đâu và khi bợ bạn một phần này đã về tới chung một hàng sẵn dương cho từ lờ một trong đi vai mình này chưa và đồng bày bợ dục chân đi vai mình này chưa một lâm mưa driver bỏ tù xăm nó về được bóng đỏ cột và chỉ tu tấu เปลี่ยนเลยยังคงดอกกู้ตู้ซับไปเตาสกอลนับปลาพอดคอมแอนด์เอลพีทีนี่นะจังยังจอดผมไปเปลี่ยนปัญหาให้ผมไปจำมือไดรเวอร์บอกตู้ซับนั่งไรนี่ไอ้ยังเงี้ยโมเตียงคำวิธีอันละทัวร์บอกยังยังจอดเลยบุตรตรงโอโป้มาเลยให้จอดเลยปลาล็อกเสร็จนี่จะเซ่โมเดลตู้ซับหม้อบาทเอ้ห้าใบจังนั่งไงไอ้ยังเคยนั่งเลยเกี่ยนไงไอ้ซีพีเอช มาไพ่มวยมาไพ่ผมเปิดเตาหายนะบอกโอนบาทเฮ้ยกีธาเตาคาEDL mode EDL mode บาตูเต้ายังลือแต่เปลี่ยEDL ยังดังหาเตาแต่พอยตูสับคล้านะบรรเตอโอโปเอหาใบนั้นมันแต่พอยเต้บาไอยังบัตเตอร์แต่พอยเต้ยังจอยเตอร์บุตรตองไฟต์รีดีเซ็ตไอกระไรนี้วิรองจำตูสับไอเวทิงฟอร์เอชเอสยูเอสบีคิวดีโหลดเดอร์ผมบนเปิดใบ บ่าจังยังเงี้ยมาค้างตู้ซับยังยังเป็นหลอดเวียเตาไอ้ยังดาเวียเตารีคาวรีโมดสันจอยอยู่ลิมจอกกรอมมุ้ยไอ้หนึ่งพาวเวอร์มุ้ยโอเคเปิดไปจังปัญหาอย่างเล่นได้ไปพาวเวอร์จ้อมันแต่ลิมจอกกรอมยังตกแต่แดนสัน và chôn một đoạn cái này ní hãy dương vô đuôi USB dương mó đo chôn tủ sạch dưỡng mà phốn đo chôn tủ sạch rồi hãy dương cho tôi lưu so English ní ánh và rút một đoạn cái này ní dương cho tôi lưu so đã theo version mua chuẩn bị này nó hàng cọm ní mà phốn khuyên đặt đàn là so ní ở sau chân cho bạc thế và đòi sẽ đuôi dưỡng đọc chụp sạp ấy ná và hãy dưỡng có bắt tôi lưu cái này version mua chuẩn bị này ánh ở trên đoàn địch tấu và tấu viên đường lột tiền mùi màu cô thú đoàn lột một là chẳng đấy và hãy giữ cho ok tấu đồng bây giờ lột tàu chỗ đoàn lột một để hào thả EDL lộ ảnh cho tập năng tấu viên skull driver hai bóng ồn rồi chăm lên và này bóng ồn mưa một năm đáy cái lệnh đi vài mình chứa về skull driver hai hay dừng mưa một xoay đáy cầm thi phân dưỡng của phung trẻ tầm là cả factory reset oil ấy
ok dương mơ từ lơ cầm vị unlock tool dương đã tha erasing FOP ok erasing user data ok và chẳng bên này tham mùi bụt tông ní cứ ban pi erasing FOP erasing user data và đọc từng cột đáy đọc từng cột cột là khó nằm đó và bóng ôn tù sạp dưỡng bạn bợ chạy một hỡi chẳng tỏa dưỡng ảnh thị vị về tới thì dừng chuẩn lấy này tiết và chọn lựa đòn khọc khí và một đoạn cái này nhưng hơi miên bụt tông skip muối bằng phổ ổn chẳng miên này thà vì bạn erase FOP ban sầm rách bật vào cột mềm và dứt cho skip tới mùi bụt tông mình những cứ ban pi rương và ban tiền cột đáy ban tiền cô là khòn này thế à get started ok đọc cột đáy đọc của cô là con bàn xong lại giấy bóng bồn chạy một đèn một lết vào phốn và này bóng bồn mưa tớ một đèn ném cứ Oppo A7 thì một đèn nằm bớt CPH và phải mùi phải một phần chẳng trao quay việc cứ Oppo A7 như này và tập năng tế bóng bồn ở khuôn trang xong lạp ca tôi sẽ làm video này tăng bị đâm và chọc